Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được cái máy đây. Đây là một cái bình, em lấy bình thử, của một bác ở trên mạng gửi về cho mình sửa. Thì đây là một cái bình, là bình đun nước nhé, bình đun nước. Cái bình này có thể đun được hai cái này, hai nó có thể đun được hai cái bình đun nước này. Đấy, ở đây là bên trong của nó nha các bạn nhé. Thế thì cái bình này của mình ấy thì của người ta đang bị hỏng nguồn các bạn, hỏng nguồn. Và hiện nay là mình mở ra thì mình thấy là đây là khối nguồn nó này. Mình mở ra thì mình đang thấy là bị mất cái biến áp xung. Bị ai cậy mất biến áp xung rồi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xem nó hỏng hóc như nào nhé, mình sửa lại nguồn nhé. Đấy, con này nó mất biến áp xung rồi này. Đấy, biến áp xung bị mất. Đây là cái bo nguồn nằm trên bo đứng là nhỏ các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé. Bây giờ mình tiến hành mình tháo cái bo đứng này ra nha các bạn nhé. Cái bo đứng của mình này, cái bo đứng này bên trên của nó là có mạch dập xung này các bạn thấy không? Đây là mạch dập xung nó này. Đây là trên C sò đây này, trên C sò này, đây là trên B cộng này, B cộng. Đấy thì từ cái mạch C sò này sẽ qua diode, qua tụ qua trở để quay về đường B cộng thấy nhá. Đây là con đi, con DC nguồn mình này. Thế thì mình xem chân mát ở đâu nhỉ? Chân mát là chân này đúng không? Chân này. Tức là chân này là chân mát này. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo xem là IC có chết không. Không, mình không hiểu tại sao mà người ta lại vứt mất cái biến áp xung đi. Đây, đây là chân D đúng không? Đo với mát này, chân S này. Một chiều lên này. Một chiều lên này. Đó, mình đảo lại này. Không lên này. Thế này chứng tỏ là IC này không chết đúng không? Không chết. Tiếp theo này. Ở cái con IC này ấy, nó có một cái đường gọi đường hồi tiếp di chỉ động lấy từ đây này các bạn. Đến từ đây này, đi qua này, quay về để hồi tiếp di chỉ động. Mà cái đường này là mạch này là gọi mạch dập xung, nhưng mà mình sẽ đo thử xem mạch dập xung có hỏng hay không nhé. Anh con diode này trước tiên là không chết này. Như vậy là mình đã tiến hành là mình xác định là cái bo này về cơ bản là chưa phát hiện hư hỏng. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành này. Mình tìm một cái biến áp khác để mình cấy vào. Thì để tìm biến áp khác thì mình sẽ tìm một cái biến áp nào có nguồn âm dương 12 để mình cấy vào, bởi vì con này của mình ra nguồn âm dương các bạn nhìn này. Đây đây là ba chân biến áp này. Đây là các chân biến áp đầu vào này. Chân này chân 308V này. Chân này là chân mát chung này của máy này. Đấy. Đấy và đây là ba chân, đây là chân dò, chân hồi tiếp duy trì động này các bạn. Hồi tiếp duy trì động nó đi lên trên bo này. Và đây là các cái chân biến áp ra này. Có một chân này chân mát chung này. Đấy, một chân này nắn ra nguồn âm này. Chân bên này nắn qua diode lấy ra nguồn dương này. Đây thực hiện này. Đấy các bạn thấy không? Hai con diode này. Một con nắn ra nguồn âm này, một con nắn ra nguồn dương này. Dọc trên hai tụ này. Ông cái biến áp hay đâu nhỉ? À cái nguồn đâu nhỉ? Thì đây chính là cái biến áp, mình có một cái biến áp của một cái nguồn xung. Dạ, nó có cái nguồn âm dương 12 các bạn thấy không ạ? Thì bây giờ mình sẽ lần nguồn âm dương 12 và đường GD vào cái biến áp sẽ nằm đâu nhá. Thì chân GD chính là chân này này. Chân này, chân mát của biến áp này, nó chân nối vào tất cả các mát biến áp. Thấy chưa? Thế thì biến áp này mình sẽ có các bạn nhìn này, đây có một đường này. Đó. Một đường này, được một đường đi ra diode này các bạn thấy không? Một đường nguồn này. Đây có một đường nguồn này. Đây có một đường nguồn này và đây có một đường nguồn. Vậy con này của mình nó ra được mấy bước nguồn ạ? 1 2 3 và 4 bước nguồn đúng không ạ? Thế bây giờ mình xác định chân mát nó nằm ở chân nào? Đây là chân mát này. Bây giờ mình lại lần lại đường âm dương 12V ở trên main.
Thì đây các bạn nhìn này, dương 12V nằm ở góc trong cùng đó, giữa âm 12 nằm ở góc ngoài cùng. Sẽ lần góc ngoài cùng đây là âm 12 đúng không? Mình lần đi ra đây này, đi ra đây này, nó đi ra cái chân này, chân này, vậy đây chính là âm 12 đúng không ạ? Tiếp tục này, dương 12 nằm ở góc trong cùng đó, mình sẽ lần nó về, lần xem nó về con diode nào. Đây này các bạn, nó về con diode này. Thế thì chứng tỏ là đối với con này đúng không ạ, thì điện áp âm dương nó nằm ở đây. Đây là dương, đây là âm. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ lại cái sơ đồ con này nhé. Đây là bên dưới của biến áp đúng không ạ? Bên dưới biến áp này. Đây là các cái chấu của biến áp này. Đúng không ạ? Cái chấu đầu tiên này này, bên sơ cấp này, thì đây nó chính là chân B cộng đúng không? Cái chân thứ hai này chính là chân D sò này. Cái chân thứ ba này chân là chân GND này. Cái chân dưới cùng này nó chính là chân VCC. Dạ. Tiếp tục ở bên này của mình nó có 1 2 3 4 5 chấu đúng không? 5 chấu. Thì cái chấu thứ hai này chính là chấu GND này. Đó, ở chấu này là một cái đường nguồn gì đấy, có thể là bao nhiêu vôn mình không để ý. Cái chấu tiếp theo này nó chính là chấu dương 12. Chấu này âm 12V. Mình đo lại cho chính xác nhé. Còn mấy cái đường nguồn còn lại mình không quan tâm nhé các bạn nhé. Bây giờ mình tháo được cái bi nát này ra thôi. Đây nha các bạn nha. Tiếp theo đến cái bước này mình có thể là tận dụng lại chính cái bo này nhé. Bo này nếu mà không chết thì mình để nguyên lại này. Bây giờ mình để mà test trước để xem nó chạy không đúng không ạ. Thì bây giờ mình sẽ tính rằng mình câu dây, mình câu dây bên ngoài. Thì cái chân này là chân B cộng này, chân này C sò này, chân này GD, chân này VC để nguyên này các bạn, tương ứng cái này. Cái chân trên này là chân điện áp nguồn bao nhiêu đấy mình không biết đúng không ạ? Tức là mình không dùng đến thì mình cắt bỏ đi. Chân dưới này mình thấy mình không dùng đến mình cắt bỏ đi. Thế bây giờ mình hàn vào chân này này. Cái chân GD trước này. Đúng không ạ? Chân này là chân GD. Dạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện này. Con này mình không hiểu tại sao mà lại rút mất đi biến áp và nó vứt đi thì mình cũng chưa hiểu lắm. Cắm ổ chống chập nhé các bạn nhé, đề phòng nó chạm chập gì đấy. Đây các bạn này, cái bệnh của nó là nguồn ra chớp chớp này. Đấy. Cái trường hợp như thế này thì có thể là con IC nguồn đây này các bạn này, nó không đủ tải, không đủ tải để chạy cái biến áp này, nó dòng cao quá. Một là như vậy, hai là cái đằng tải của nó đang bị chập cái gì đấy. Thế thì bây giờ để test xem là do cái biến áp này hay là do cùng nguồn này hay là do cái gì, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay tháo cái bo nguồn ra và mình thay bằng một cái nguồn gọi là nguồn 3 dây mình độ nhé, mình độ chế như các bạn nhé. Thế bây giờ mình sẽ cấy bằng cái nguồn này nhé. Cái nguồn này là một cái nguồn 4 dây mà đợt trước mình đã hướng dẫn các bạn chế rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ để thay cái nguồn này vào thì mình sẽ phải lấy nguyên cái mạch dập xung bên này đưa qua nhé các bạn nhé. Nguyên cái mạch dập xung bên này đưa qua. Mạch dập xung gồm có gì? Con này của mình thì lại không có đường dò sai rồi. Thế bây giờ mình lại phải cấy một cái mạch dò sai từ bên này hết qua. Từ bên này hết qua. Cấy một cái mạch dò sai, lấy dò sai trên đường nguồn 12V nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình lại bắt đầu mình ngồi thiết kế mạch dò sai nhé. Thì bây giờ để mà tiến hành mà chế lại cái mạch nguồn dò sai thì bên này qua đúng không? Thì mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video nữa nha các bạn nhé. Thì trước tiên các bạn muốn cấy được nguồn từ bên này qua đúng không? Thì chắc các bạn xác định con diode 12V nằm ở đâu, tức là, hoặc là đường nguồn 12V nằm ở đâu. Thì đối với trường hợp này nguồn 12V nằm con diode phía trong nhé. Phía trong. Tức là đây con diode bên này. Thì bắt đầu mình phải xuất phát là từ cái điểm này. Đúng không ạ? Xuất phát từ điểm này.
và mình sẽ sử dụng cái sơ đồ này các bạn này. Sơ đồ này nhá. Sơ đồ này để làm nhá. Đấy, đối với sơ đồ này là nó sử dụng cái đường nguồn 5V là nó sẽ sử dụng những con linh kiện như này. Còn đối với 12V thì mình sẽ thay đổi cái giá trị con điện trở này nha các bạn nhá. Con điện trở 10K này thay đổi để làm sao cho điện áp ở trên R con 431 này được khoảng 2,5V. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vào mình thực hiện nhá. Đây là con thiết áp mình nối vào đường vào chân R này, một nối đường mình nối vào đường nguồn 12 để mình chỉnh này. Đấy. Mình chỉnh làm sao cho điện áp vào chân R của nó là được khoảng đúng 2,5V nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đây là chân dương này, mình sẽ kẹp một cái đường nguồn 12V vào. 12 mình có thể cho khoảng độ 12,1V vào. 12,1 hoặc 12,2 cũng được. Thì tiến hành mình đo trên R để xem là nó bao giờ thì nó đủ được 2,5V. Đủ 2,5V mình sẽ dừng lại nhé. 1,9 anh chỉnh lên đi. Chỉnh từ từ nhé. Chỉnh hết sức nhẹ nhàng đây. Từ từ nhé. Ok. Đây 2,5 đây. Rồi. Đây nha các bạn nhé. Sau khi mình chỉnh được vào điện áp vào chân R 2,5, anh ấn cho phóng to. Chân sửa ấn số 2. Đấy. Ui. À, thì bây giờ điện áp đây nó đã đủ được 2,5V rồi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ nhấc cái con tắt ngắt nguồn cấp vào cho nó. Và bây giờ mình sẽ đo cái giá trị của con chiếc áp này xem là nó được khoảng bao nhiêu K nhé. Con này nó được tầm khoảng độ 37K. Thế thì đây nha các bạn nha. Sau khi mình cấy xong này, mình giảm cái giá trị ở con điện trở đưa vào chân R này của nó này xuống còn 36,9K. Đấy, đồng thời là mình cắm điện cho bạn xem nhé. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ mình sẽ đặt ngược lại này. Ngược lại này. Các bạn thấy không? Đây. Các bạn thấy không? Nó đang báo E3. E3 các thứ đang báo E này. Thì đây là nó đang thiếu xoang ở trên chẳng hạn, nó từ cảm biến từ xoang nó báo về nó không có. Đấy, từ trên xuống thì nó cũng sẽ báo lỗi nha các bạn nhé. Đấy, vậy là như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là độ chế, đúng không ạ? Thành công một cái con nó bị chết nguồn, đúng không ạ? Khi mà nó không có cả biến áp nguồn này, không có cả cái đường dò sai về thì mình đã độ chế thành công. Rất đơn giản, đúng không ạ? Đấy, thì biến áp đây, cái này thì sau mình phải làm cái đẹp lại nhá, mình sẽ câu chân cái thứ lên mặt trên và băng keo thứ hẳn hoi chứ không phải đơn giản như này. Chưa ạ? Đấy, cái bằng cái nguồn này thì quá khỏe luôn. Rồi, chúc các bạn làm thành công nhé.